điều mà Linh muốn đề cập đó chính là cái chỗ chứa nước ép nối với ống tiếp nguyên liệu này. Đa phần với những chiếc máy ép nhánh khác thì mọi người để ý là khi mà chúng ta cho trái cây vào ống tiếp, mình ép xong ha, thì thứ nhất là nước trái cây sẽ chảy ra ở vòi. Cái thứ hai là bã nó sẽ rơi xuống cái hộp chứa bã. Và cái thứ ba là vẫn sẽ còn một ít bã nguyên liệu dính ở xung quanh thành bên dưới ống tiếp. Thì cái điều này khiến cho mình sau khi mà ép xong rồi, chúng ta đem máy đi vệ sinh thì mình vừa phải đổ bã ở hộp chứa mà chúng ta còn phải dọn cái phần bã nguyên liệu bám ở bên dưới ống tiếp nguyên liệu nữa. Trong khi đó thì ở chiếc máy ép này của Philips, tất cả bã thì đều được thu vào một nơi duy nhất, đó chính là hộp chứa bã ép thôi. Xin chào mọi người. Đối với máy ép nhanh thì việc ép trái cây ra bã một cách nhanh chóng rồi chúng ta thu được nước ép là cái điều mà Linh thấy hầu như là hạng nào cũng làm được với kết quả gần như nhau cả rồi. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta chọn một máy ép nhanh á, cái điều mà mọi người cần quan tâm đến đó chính là cái phần thiết kế này cũng như là cái khâu vệ sinh của nó có gọn nhẹ và có dễ dàng cho chúng ta hay không. Tại vì với máy ép thì Linh hiểu một điều là mọi người sẽ rất quan ngại cái câu chuyện vệ sinh nó sau khi mà ép xong. Thành ra nếu như mà chúng ta có được một chiếc máy ép nhanh mà nó giải quyết cho mình cái vấn đề là vệ sinh nhanh chóng, nhẹ nhàng, đơn giản thì nói thật là nó đã lấy lòng Linh được 50% rồi mọi người. Huống chi là với cái máy ép nhanh này của Philips, nó còn ghi điểm ở một cái vẻ ngoài nhỏ gọn như thế này nữa. Nói tới đây thì ắt là mọi người cũng biết ngày hôm nay chúng ta trải nghiệm máy ép nhanh nào rồi đúng không? Thật ra thì thiết kế bầu tròn như một quả táo thế này á, Linh để ý là mấy năm trước Philips có làm rồi nha. Và dù là biết rồi hay là chưa biết thì nhìn vào mọi người cũng dễ nhận ra là cách thiết kế này vừa giúp máy gọn này, ít chiếm diện tích mà mình nhìn trông cũng thấy cưng nữa. Ưu điểm bên ngoài á, thì nó sẽ còn tùy vào gu mọi người đánh giá. Tuy nhiên, ưu điểm thiết kế bên trong thì Linh tin chắc là sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy hài lòng. Đầu tiên mình có thể kể đến là máy lắp ráp dễ nha, cứ chồng từng bộ phận lên nhau thôi, nó có sẵn khớp hết rồi, nhìn vào là nhận ra phải lắp như thế nào luôn. Khóa an toàn hai bên chốt vào cũng nhẹ tay. Tiếp theo cũng là ưu điểm lớn nhất mà Linh muốn nói, đó chính là ngay cái chỗ ống tiếp nguyên liệu này. Không phải là ống tiếp nguyên liệu của máy rộng nha mọi người, cho mọi người bỏ vừa 1/4 trái táo nhỏ như thế này. Cái điều mà Linh muốn đề cập đó chính là cái chỗ chứa nước ép nối với ống tiếp nguyên liệu này. Đa phần với những chiếc máy ép nhanh khác thì mọi người để ý là khi mà chúng ta cho trái cây vào ống tiếp, mình ép xong ha, thì thứ nhất là nước trái cây sẽ chảy ra ở vòi. Cái thứ hai là bã nó sẽ rơi xuống cái hộp chứa bã. Và cái thứ ba là vẫn sẽ còn một ít bã nguyên liệu dính ở xung quanh thành bên dưới ống tiếp. Thì cái điều này khiến cho mình sau khi mà ép xong rồi, chúng ta đem máy đi vệ sinh thì mình vừa phải đổ bã ở hộp chứa mà chúng ta còn phải dọn cái phần bã nguyên liệu bám ở bên dưới ống tiếp nguyên liệu nữa. Trong khi đó thì ở chiếc máy ép này của Philips, tất cả bã thì đều được thu vào một nơi duy nhất, đó chính là hộp chứa bã ép thôi. Đồng nghĩa với việc là khi mà chúng ta vệ sinh máy á, mình chỉ cần đổ bã ở hộp chứa bã thôi, còn lại cái phần ống tiếp nguyên liệu này á, thì nó chỉ dính một ít nước ép thừa thôi à. Chúng ta chỉ cần cho qua vòi nước, mình rửa sạch là xong rồi. Chất liệu của hộp chứa bã và ống tiếp thì đều bằng nhựa ABS, nên là mọi người hầu như đưa qua nước rồi dùng bông rửa chà nhẹ là sạch liền. Việc mà không để cho bã bám vào ống tiếp nguyên liệu, Linh nghĩ một phần cũng là do cách đặt lưỡi dao nữa. Như ở một số chiếc máy ép nhanh khác khi lắp á, thì cái phần lưỡi dao nó sẽ ngửa lên như thế này. Đó, nó sẽ như này. Còn với chiếc máy này của Philips thì nó lại được úp xuống. Nó đã chuyển phần răng cưa nằm ở đầu trên thay vì là nằm trong lòng lưỡi dao. Và ở đáy lưỡi dao thì nó thiết kế các lỗ rãnh như thế này để khi mà đưa rau củ quả vào ống tiếp thì nguyên liệu tiếp xúc với răng cưa rồi được nghiền nhuyễn. Phần bã thì sẽ theo các lỗ rãnh rớt xuống hộp chứa bã, còn nước ép thì sẽ được lọc qua lưới lọc xung quanh. Cái sự khép kín này nó chính là yếu tố mà giúp cho bã không có bị động lại ở bên dưới ống tiếp nguyên liệu. Bên cạnh đó thì lưỡi dao làm bằng thép không gỉ và nhờ vào mọi bề mặt của lưới lọc đều nhẵn mịn, giúp cho chúng ta có thể làm sạch sơ bã bằng miếng bọt biển lau bếp thông thường cũng được. Chúng ta nhìn chiếc máy có vẻ nhỏ gọn như vậy thôi, thế nhưng mà hộp chứa của nó, một lần mình có thể ép được tới 1,5 lít nước ép mà không cần phải đổ bã. Chứ kể là với công suất 500W thì Linh phải công nhận một điều là lực ép của chiếc máy này rất mạnh nha mọi người, và nó chỉ có duy nhất một tốc độ thôi. Đến nỗi mà nếu như mà chúng ta ép những loại trái cây nhiều nước, Linh ví dụ như là dưa hấu hay là nho đồ á, thì rất dễ bị văng nước trái cây khi mà chúng ta cho nguyên liệu vào.
Với những loại trái cây mềm như linh đan ép lựu này, bỏ một lần đầy ống luôn. Nhưng thao tác để thanh nhân lúc ép thì phải nói nhẹ như không luôn á. Và cho dù có là loại trái cây cứng như táo á, thì cũng chỉ nặng tay để thanh nhân một chút xíu thôi, chứ cũng không gây khó khăn gì cả. Nói chung là Linh thấy lực ép của chiếc máy này á, đúng với tên gọi máy ép nhanh. Nó xử lý trái cây cực nhanh luôn. Rồi, cũng chính vì là máy ép nhanh mà nước ép thì thường chắc chắn sẽ có rất là nhiều bọt. Đây. Và với chiếc máy ép này á, thì thành quả nước ép của nó cũng không có ngoại lệ luôn. Để loại bỏ phần bọt thì lúc rót mọi người có thể sử dụng một cái muỗng để chắn bọt bớt. Cùng với đó là sau khi ép xong á, chúng ta nên uống liền nha mọi người. Tại vì đặc tính của máy ép nhanh là nó cũng nhanh tách lớp, thành ra mình uống liền thì sẽ giữ được các chất ở trong nước ép hơn. Với cốc chứa đi kèm cùng máy thì tối đa một lần chứa được 500ml. Ngoài ra máy ép này thì nó còn ghi điểm ở cái vòi ra nước ép này nữa. Sau khi ép xong thì mọi người có thể xoay vòi ngửa lên trên để tránh tình trạng nhỏ giọt nước ép thừa ra bàn. Nhờ vào 4 chân đế cao su hít chống trượt mà dù cho máy có hoạt động mạnh thì cũng rất là cố định. Chỉ có ở mỗi việc là nó hơi ồn thôi, mọi người có thể tham khảo qua độ ồn mà Linh ghi nhận ở đây nhé. Chúng ta bỏ qua phần bề ngoài, tại vì cái này thì nó tùy thuộc vào gu mỗi người rồi. Thì chiếc máy ép nhanh này của Philips, nó ghi điểm cho mình ở cái khâu vệ sinh rất là gọn gàng và nhẹ nhàng sau khi ép xong. Thành ra Linh thấy cái chi tiết này á, nó rất là phù hợp cho những ai mà thích uống nước ép này. Nhưng mình ngại cái câu chuyện vệ sinh máy sau khi ép xong nó hơi cực, hơi mất công một chút. Thêm nữa là mọi người cũng thấy được công lực ép của chiếc máy này rồi đó. Mặc dù là nó nhỏ gọn thiệt nha, thế nhưng mà với những gia đình có đông thành viên xài á, cũng không thành vấn đề đâu. Chi tiết về giá của chiếc máy này là bao nhiêu thì Linh sẽ để bên dưới phần mô tả, mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video này. Nếu như mà chúng ta thấy hay thì hãy để lại một like và subscribe kênh, ủng hộ cho cả ekip của Điện Máy Xanh nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!